Dạ vâng ạ, em xin kính chào Phó giáo sư Chu Thị Hạnh và Phó giáo sư Lê Thượng Vũ và các quý thầy cô, các anh chị đồng nghiệp. Sau đây em xin được trình bày về một cái chủ đề mà thực sự là em cũng rất là tâm huyết, đó là về bệnh lý viêm phổi kẽ tiến triển nhanh trong bệnh viêm da cơ, một cái thể bệnh với tiên lượng cực kỳ xấu và với những cái nỗ lực hết sức của các y bác sĩ nhưng mà cái tỷ lệ tử vong vẫn đang rất cao và có thể nói là có tới từ 90 đến 100% bệnh nhân mà mắc phải cái thể này là sẽ tử vong ạ. Nội dung thì em sẽ có một vài cái ca lâm sàng về bệnh lý này, sau đó thì em sẽ trình bày một chút về bệnh lý viêm cơ tự miễn và cái kháng thể MDA5 trong cái thể bệnh phổi kẽ tiến triển nhanh và vấn đề điều trị sẽ lựa chọn như thế nào. Đây là một cái trường hợp bệnh nhân nam 61 tuổi và bác ấy chưa có chẩn đoán bệnh gì trước đây cả. Và trong quá trình mà diễn biến bệnh thì trong vòng khoảng 4 tháng, hơn 4 tháng một chút, bệnh nhân đi khám nhiều đợt vì triệu chứng sốt, rồi đã được chụp phim và đã có chẩn đoán là tổn thương phổi kẽ. Tuy nhiên thì cái định nhóm là bệnh phổi kẽ gì thì không có và được điều trị bằng kháng sinh. Sau đợt điều trị từ tháng 7 đó thì bệnh nhân vẫn đi khám lại rất là nhiều lần vì triệu chứng sốt và mệt vẫn dai dẳng. Và đến tháng 8, 20 tháng 8 năm 2021 thì bệnh nhân khó thở và sau đó có tổn thương ở trên da nữa. Nhưng mà cũng vẫn chưa được xác định chẩn đoán. Thế tới tận là tháng 10 năm 2021 khi mà bệnh nhân có nhập viện ở trung tâm hô hấp của chúng em thì bệnh nhân đã có chẩn đoán xác định là viêm phổi kẽ tiến triển nhanh trên bệnh lý viêm da cơ. Tuy nhiên thì với cái liệu pháp, các cái liệu pháp điều trị chế miễn dịch rất là mạnh, bệnh nhân vẫn tử vong vào tháng 11. Như vậy là diễn biến trong khoảng 4 tháng và bệnh nhân từ những cái triệu chứng đầu tiên mà đã tử vong rất là nhanh chóng. Đây là một vài cái hình ảnh của người bệnh. Những cái ban ở trên da khá là rõ. Đây trên hình ảnh là những cái heliotrope nhưng mà ở giai đoạn thoái triển và nó đã bắt đầu có cái không còn cái đỏ tím như là điển hình mà nó bắt đầu xeo lại và nó có chuyển sang cái màu tím nâu. Có những cái ban ở vùng lưng và vùng ngực, tổn thương sần gót rông ở mu bàn tay và những cái sần rất là điển hình, nó sần và nó loét hoại tử khô ở giữa. Các cái hình ảnh của viêm mao mạch ở ngón tay, ở đầu ngón tay và hình ảnh cái ngón tay ở bàn tay thợ cơ khí. Các cái dấu hiệu gót rông ở khuỷu và nó cũng viêm loét hoại tử khô rất là rõ. Với những cái hình ảnh tổn thương như này, nếu như mà một bệnh nhân đến gặp chuyên gia về cơ xương khớp hoặc là chuyên gia về bệnh phổi kẽ thì có thể là đã được phát hiện cái chẩn đoán sớm hơn. Thế thì họ đã được chụp các cái phim cắt lớp tại các thời điểm khác nhau khi mà đi khám, bởi vì bệnh nhân đi khám rất nhiều lần và được chụp tại 3 thời điểm thì các anh chị có thể thấy là vào tháng 8 bệnh nhân được chụp 2 phim vào đầu và cuối tháng 8 thì trên 2 cái phim đấy cái tổn thương phổi kẽ đã có rồi. Tuy nhiên thì với cái kinh nghiệm của các bác sĩ ở các phòng khám nội trung thôi hoặc là các phòng khám ở bệnh viện tuyến huyện hoặc tuyến tỉnh thì bệnh nhân chưa được phát hiện, chưa được định rõ cái tổn thương phổi kẽ này là loại gì. Thế và đến tháng 10 khi mà bệnh nhân vào bệnh viện Bạch Mai trung tâm hô hấp của chúng em thì cái tổn thương phổi đã tăng lên rất là nhanh và cái hình ảnh trên các lớp vi tính đã là hình ảnh tổn thương phế nang lan tỏa và đông đặc, ưu thế ở ngoại vi và cái hình ảnh này chúng em đã đọc là hình ảnh viêm phổi kẽ cấp tính và phối hợp trên cả tổn thương đông đặc OP, rất là viêm phổi tổ chức hóa. Và bệnh nhân cũng được làm các cái bi lăng kháng thể tự miễn tại các thời điểm tháng 9 và tháng 10. Thì trong thời điểm tháng 9 thì bệnh nhân có cái nghi ngờ ANA, tức là kháng thể cá nhân, và SSA là một cộng. Nhưng mà tới thời điểm tháng 10 khi mà cái bệnh nó tiến triển nhanh, tổn thương phổi cấp tính, thì lúc đó cái xét nghiệm về bi lăng viêm da cơ, kháng thể viêm da cơ mới được thực hiện. Và lúc đó thì chúng em thấy cái MDA5 dương tính rất là mạnh 3 cộng, kết hợp với cả RO523 cộng và kháng thể KU cộng. Và tại thời điểm đó thì có một điều đáng chú ý, đấy là CK không tăng, CK chỉ là 67 thôi. Và procalcitonin thì cũng thấp, 0,1. Và chúng em đã chẩn đoán bệnh nhân là viêm phổi kẽ tiến triển nhanh, viêm da cơ, không có biểu hiện cơ trên lâm sàng, MDA5 dương tính, viết tắt là CADM-ILD ạ.
và bệnh nhân được điều trị bằng phác đồ chế miễn dịch mạnh với pulse corticoid 3000mg solumeron trong vòng 3 ngày và truyền endosan theo phác đồ. Bệnh nhân cũng được phối hợp với kháng sinh phổ rộng dự phòng nhiễm trùng và các cái điều trị dự phòng khác. Tuy nhiên, với tất cả những cái nỗ lực của các y bác sĩ, nhưng mà bệnh nhân vẫn tử vong. Có một ca thứ hai nữa, bệnh nhân này cũng tương tự như bệnh nhân trước và cũng rất là phù hợp với những cái thực trạng mà trong bài báo cáo của phiên phổi kẽ hội thảo vệ tinh cũng như là của nhiều thầy cô, thì cái việc chẩn đoán chậm trễ là rất phổ biến. Bệnh nhân này cũng là như vậy. Thì chị này là một bệnh nhân nữ 46 tuổi và cũng chưa có chẩn đoán bệnh phổi gì cả. Đầu năm 2021, khi mà bệnh nhân có đau các cái khớp nhỏ nhỡ bàn tay và có dấu hiệu reno, thì đi khám được chẩn đoán là viêm khớp dạng thấp. Tới tháng 7 năm 2021 thì bệnh nhân bắt đầu xuất hiện các cái ban trên da và có được đi khám và được nghi ngờ là có bệnh hệ thống và điều trị meron, nhưng mà cũng không chỉ gọi là nghi ngờ bệnh hệ thống thôi chứ không rõ được là loại gì. Tới tháng 9 năm 2021 thì bệnh nhân bắt đầu có dấu hiệu khó thở. Cái khó thở thì nó tăng lên từ từ và đến khi mà người ta khó thở nhiều quá, không chịu được nữa thì lúc đó có tình trạng suy hấp mới đi cấp cứu. Và tại thời điểm tháng 9 năm 2021, tức là sau khoảng 7 tháng từ những triệu chứng đầu tiên, thì bệnh nhân đã nhập viện vào khoa hô hấp của chúng em và được chẩn đoán xác định. Tuy nhiên cũng rất là nhanh chóng, sau đấy chỉ một tháng là bệnh nhân cũng tử vong và không thể cứu được. Đây là một vài cái hình ảnh của bệnh nhân, thì các anh chị có thể thấy là các cái ban ở trên da, ở vùng tay, vùng khuỷu của bệnh nhân nữ này cũng rất là rõ ràng. Và bệnh nhân nói ra là những cái tổn thương này đã xuất hiện lâu rồi, nhưng mà cứ chẩn đoán là bị dị ứng thuốc, rồi bị viêm da tiếp xúc vân vân, mà chưa bao giờ được chẩn đoán viêm da cơ. Ở đây các anh chị có thể thấy hình ảnh dấu hiệu chữ V ở cổ, ban ở chữ V ở cổ, tức là vùng da tiếp xúc với ánh sáng, rồi dấu hiệu quàng khăn. Thế là bệnh nhân được chụp phim cắt lớp vào tháng 9 năm 2021 tại thời điểm nhập viện cấp cứu. Thì cũng có thể em chia sẻ thêm một chút là khi mà bệnh nhân vào là cực kỳ suy hấp và chúng em đã phải gọi là cố gắng đưa bệnh nhân đi chụp ngay lúc vào, bởi vì là tiên lượng là nếu như không chụp ngay bây giờ thì sẽ không bao giờ chụp được nữa. Và chúng em đẩy bệnh nhân đi chụp thì cái hình ảnh AIP rất là đẹp trên phim. Thế thì phim đẹp nhưng bệnh nhân thì rất xấu và cái tình trạng diễn biến cực kỳ nặng. Chúng em đã tiến hành liệu pháp bolus corticoid cũng tương tự như bệnh nhân trên, và lúc ban đầu đã có những cái tín hiệu tốt trên lâm sàng là bệnh nhân đỡ hơn, bệnh nhân đỡ khó thở và cảm giác là mệt, đỡ mệt mỏi. Và cái phim chụp lại sau 10 ngày thì cũng thấy là cái tổn thương phổi đỡ hơn một chút. Tuy nhiên thì sau đó thì lại bắt đầu diễn biến xấu hơn và đến về sau bệnh nhân có cái tràn khí màng phổi và tràn khí trung thất, và cuối cùng thì bệnh nhân cũng tử vong. Và khi xem xét về các cái xét nghiệm về tự miễn thì ở trên bệnh nhân này chúng em cũng thấy rất là nhiều các kháng thể tự miễn dương tính, là các kháng thể mà đặc hiệu với viêm cơ đấy ạ. Đó là MDA5 dương tính, rồi hội chứng kháng synthetase với VL7 dương tính, VL12 dương tính, MI2 dương tính, rồi các cái xét nghiệm kháng thể mà liên quan với viêm da cơ cũng dương tính như KU, SRP và PMSL75. Và một cái điều cũng gọi là đáng chú ý đấy là CK cũng không tăng. Chính vì vậy cho nên cái thể bệnh này người ta mới đặt tên nó là viêm da cơ không có biểu hiện cơ trên lâm sàng CADM và MDA5 dương tính. Và cuối cùng thì sau 7 tháng bắt đầu từ triệu chứng đầu tiên thì bệnh nhân cũng tử vong. Vậy thì chúng em cũng qua những cái, đây là chỉ là hai trong rất nhiều ca lâm sàng tương tự như vậy mà chúng em đã chẩn đoán và điều trị, nhưng mà cái tỷ lệ tử vong cực kỳ cao. Thế thì trong các cái bệnh lý tự miễn thì cái tỷ lệ mà gặp tổn thương phổi kẽ nó thay đổi cho từng bệnh và cũng thay đổi tùy theo nghiên cứu. Thế nhưng mà viêm da cơ, viêm đa cơ vẫn được coi là cái nhóm bệnh lý mà có tỷ lệ tổn thương phổi kẽ khá là cao, có những nghiên cứu lên tới 70%. Và cái hình thái thông thường hay gặp là NSIP và OP, và bệnh nhân có thể có cái hội chứng kháng synthetase. Và ở đây thì chúng em khi mà nghiên cứu các tài liệu liên quan đến viêm cơ tự miễn thì có rất nhiều cách phân loại, nhưng đây là một trong các cách phân loại. Người ta phân ra các cái dạng như là viêm da cơ, viêm đa cơ, viêm cơ hoại tử, viêm cơ thể vùi và cái viêm cơ trồng lấp, trong đó có hội chứng anti-synthetase. Và việc chẩn đoán viêm cơ thì nếu với trên quan điểm của bác sĩ chuyên ngành khớp, thấp khớp học, thì họ sẽ chẩn đoán dựa vào triệu chứng cơ, dựa vào kháng thể tự miễn, dựa vào sinh thiết cơ. Tuy nhiên ở đây chúng ta nói đến một cái nhóm bệnh nhân mà liên quan tới bác sĩ hô hấp nhiều hơn, đó là những cái bệnh nhân mà tổn thương phổi
chiếm ưu thế hoặc là tổn thương phổi, thậm chí là tổn thương duy nhất khi mà bệnh nhân tới nhập viện. Thế thì khi mà chúng em nghiên cứu về các cái thể bệnh khác nhau trong bệnh lý viêm cơ tự miễn thì có hai cái thể bệnh mà chúng em thấy là thường gặp bệnh nhân có bệnh phổi kẽ, đó là cái nhóm bệnh nhân viêm da cơ và nhóm bệnh nhân có hội chứng kháng sinh tetanus. Trong đó thì cái dưới nhóm của các nhóm bệnh nhân viêm da cơ có cái dưới nhóm là CADM, tức là viêm da cơ mà không có biểu hiện cơ trên lâm sàng, thì đó là những cái nhóm bệnh nhân có tỷ lệ bệnh phổi kẽ nhiều và nặng và diễn biến nhanh, nhất là những cái trường hợp mà họ có kháng thể MDA5 dương tính thì cái tiên lượng rất là xấu. Thế thì ở đây trên cái bảng mà các thầy cô nhìn thấy trên slide thì mỗi cái bệnh lý thể bệnh viêm cơ khác nhau thì nó có những sự khác nhau nhất định về triệu chứng, về diễn biến, về men cơ, về các kháng thể. Thế thì trong đó hai cái loại mà hay gặp viêm phổi kẽ như là, thì thường cái CK nó có thể bình thường hoặc là có thể chỉ tăng nhẹ thôi. Và các cái kháng thể đặc hiệu trong viêm cơ có thể gặp như là MI2, như là MDA5, rồi có cái bộ kháng thể trong hội chứng kháng sinh tetanus như là RO1, PL7, PL12, AGOG, vân vân. Thì đó là những cái kháng thể mà hay gặp có tổn thương phổi kẽ. Và những cái trường hợp đấy thì tổn thương phổi sẽ là ưu thế và sẽ nặng và nguy cơ tử vong cao. Thì việc điều trị các cái thể bệnh này thì nếu mà thông thường chỉ viêm cơ không thì người ta có thể phối hợp glucocorticoid, rồi các thuốc chỉ miễn dịch. Khi mà bệnh nhân có những cái diễn biến nặng hoặc là diễn biến nhanh thì việc phối hợp với các ức chế miễn dịch đường tĩnh mạch sẽ được ưu tiên, ví dụ như là truyền endosan hoặc là sử dụng thêm những cái gọi là rescue agent như là rituximab hoặc là truyền IVIG. Đôi khi người ta cũng có nhắc tới biện pháp PEX, nhưng mà đó chưa được chứng minh một cách cụ thể là cái hiệu quả của nó thực sự hay không. Thế thì trong các cái bệnh phổi kẽ trong viêm cơ tự miễn thì nó có thể chia thành hai cái nhóm lớn là bệnh phổi kẽ bán cấp hoặc cấp tính và nhóm bệnh lý diễn biến mạn tính. Thì trong cái nhóm đó thì cái thể bệnh phổi kẽ tiến triển nhanh là cái thể bệnh mà nguy hiểm nhất và đáng sợ nhất. Em cũng muốn trình bày một chút về các cái kháng thể đặc hiệu trong viêm cơ. Trước đây khi mà chưa nghiên cứu về cái mảng bệnh phổi kẽ này thì với các kiến thức học được trong trường y cũng như là trong khi mà đi luân khoa qua các khoa cơ xương khớp, khoa miễn dịch dị ứng đúng không ạ? Thì khi mà nói đến bệnh lý của viêm cơ tự miễn, viêm da cơ, viêm đa cơ thì chúng em thường nghĩ đến là bệnh nhân sẽ có CK tăng hoặc là bệnh nhân sẽ có GOT, GPT tăng kết hợp với cả RO1 dương tính, rồi sinh thiết cơ ra là tổn thương viêm đa cơ tự miễn chẳng hạn vậy. Như vậy. Thế nhưng mà khi mà đã nghiên cứu sâu hơn một chút về lĩnh vực phổi kẽ trong cái bệnh lý viêm cơ tự miễn này thì chúng em thấy rằng là cái việc đó chưa chắc đã là đúng. Đó có thể là những cái trường hợp viêm đa cơ điển hình hoặc là những cái bệnh lý cơ viêm da cơ điển hình thì có thể biểu hiện như thế là đúng thật. Nhưng với những cái trường hợp mà cái thể bệnh ưu thế về phổi thì chưa chắc là sinh thiết cơ đã thấy có tổn thương viêm cơ tự miễn, chưa chắc là CK đã tăng. Thế nhưng mà các cái kháng thể đặc hiệu và những cái kháng thể liên quan đến viêm cơ nó sẽ có vai trò trong cái việc mà định hướng chẩn đoán đến cái bệnh lý phổi kẽ của viêm cơ tự miễn. Ở đây thì người ta phân ra hai nhóm kháng thể lớn liên quan đến bệnh cơ, đó là kháng thể đặc hiệu với viêm cơ, tức là MSA, và nhóm thứ hai là nhóm kháng thể có liên quan đến viêm cơ, giống như trong bài của bà Renzoni đã nói. Và trong đó thì cái kháng thể mà đặc hiệu với viêm cơ nó có nhóm kháng thể anti-synthetase mà RO1 chúng ta thường nói tới này, và PL7, PL12, KSOG, EG, SC, GS, vân vân. Thì đó là những cái kháng thể mà trước đây là chúng em không biết tới và cũng không biết làm ở đâu cả. Nhưng bây giờ thì chúng em đã có biết được một số cơ sở y tế họ có thể làm được. Thế và những cái kháng thể mà liên quan đặc hiệu với viêm da cơ và có cái độ đặc hiệu cao như là MI2 hoặc là MDA5, TIF, 1 gamma thì là những cái đấy là cái mặt đặc hiệu với viêm da cơ, với bệnh viêm cơ và chúng em đã có thể làm được rồi. Thế còn những cái kháng thể khác thì nó không phải là đặc hiệu mà nó có liên quan đến bệnh cơ. Ví dụ như là RO52 hoặc là RNP thì những cái kháng thể đấy có thể gặp trong hội chứng trồng lấp giữa viêm da cơ, viêm đa cơ với những bệnh khác như là hội chứng Sjögren hoặc là sơ cứng bì hoặc là lupus, có thể phối hợp trồng lấp với nhau.
Thế và mỗi cái kháng thể khi mà trong cái panel viêm da cơ mà chúng em nhận được kết quả thì những cái kháng thể dương tính nó sẽ đưa ra cho mình những cái tiên lượng. Ví dụ như là MDA5 dương tính chẳng hạn, cái mức độ kháng thể cao thì nó liên quan chặt chẽ với việc là tổn thương phổi nặng, thậm chí là những cái tổn thương phổi tiến triển nhanh, cấp tính và bệnh nhân tử vong rất là nhanh. Một số kháng thể khác như là PL7, PL12 thì khi mà gặp những cái kháng thể đó trong hội chứng kháng xanh theta thì các triệu chứng về cơ, về khớp có thể rất kín đáo, thậm chí là không có gì hết và cũng không có tổn thương da, nhưng mà tổn thương phổi thì lại xuất hiện sớm trước và có thể thậm chí là tổn thương duy nhất trong bệnh cảnh tại thời điểm bấy giờ. Một số các cái kháng thể khác cũng tương đối phổ biến trong viêm da cơ như là Mi2 hoặc là TIF1 gamma hoặc là NXP-SAE, thì những kháng thể đấy bên cạnh cái việc mà nó có nằm trong viêm da cơ thì nó cũng cảnh báo một cái là bệnh nhân có thể kèm theo bệnh lý ác tính, và cái việc sàng lọc các bệnh ác tính là cần phải thực hiện. Thế thì đi vào cái thể bệnh mà em muốn nói nhấn mạnh trong bài trình bày hôm nay, đấy là viêm phổi kẽ tiến triển nhanh và MDA5 dương tính, thì cái tổn thương phổi này nó sẽ thường là nặng và khởi phát cấp hoặc bán cấp, mà nó sau đó nó sẽ diễn biến nhanh. Giống như hai cái ca lâm sàng mà chúng em vừa mới trình bày thì cái diễn biến từ cái lúc mà tổn thương phổi rõ ràng cho đến lúc bệnh nhân tử vong rất là nhanh, trong vòng một tháng, hơn một tháng, và mặc dù là đấy là đã được điều trị rất là tích cực. Còn nếu mà trong trường hợp mà không được phát hiện mà chúng ta lại chẩn đoán nhầm là viêm phổi, hoặc là thậm chí chúng ta chẩn đoán nhầm là phù phổi hay là ARDS vân vân, và chúng ta chỉ điều trị kháng sinh không ấy, thì có thể là bệnh nhân còn tử vong nhanh hơn nữa. Thế cái triệu chứng cơ ở trên lâm sàng thì thường là kín đáo hoặc là không có, và CK thì có thể không tăng. Đấy, và những cái trường hợp đấy thì lúc ban đầu khi mà chúng em bắt đầu làm về cái mảng này thì cũng rất tranh cãi rất nhiều với các bác sĩ chuyên khoa khớp hoặc là miễn dịch, là các bác bảo chả yếu cơ gì cả, chẳng phải là bệnh cơ. Thế nhưng mà sau này khi mà chúng em đã thực hiện nhiều ca hội chẩn hơn và các bác sĩ chuyên khoa khớp cũng đã có nhiều kinh nghiệm hơn thì chúng em đã đạt được những cái sự đồng thuận nhất định, và nói nôm na là chúng em cũng ít cãi nhau hơn. Đấy. Thế thì trong cái thể bệnh này thì yếu tố tiên lượng của nó là MDA5, nhưng mà cũng có những cái yếu tố khác như là ferritin. Thì có một số cái tài liệu họ cũng đã đưa ra cái con số cut off của ferritin là khi mà ferritin trên 1500 là cái tiên lượng xấu và nguy cơ tử vong cao. Cái thể bệnh này thì tiên lượng rất là xấu và tử vong chưa kiểm soát được ở Việt Nam. Một số các nghiên cứu trên thế giới thì thấy rằng là cái tỷ lệ tử vong trong vòng 6 tháng của cái nhóm bệnh này có thể lên tới 60-70%, thậm chí 80%. Đây là một cái công bố năm 2016 của một tác giả người Nhật. Thì họ đánh giá cái khả năng sống còn của những bệnh nhân mà có MDA5 dương tính hoặc âm tính. Thì ở đây các thầy cô, anh chị thấy rằng cái đường nét chấm chấm nằm dưới cùng là tượng trưng cho cái nhóm bệnh nhân mà có MDA5 dương tính, và cái khả năng sống còn là thấp nhất so với nhóm là có MSA âm tính, cũng như là nhóm mà kháng xanh theta. Thì trong ba nhóm đấy, cái nhóm mà có MDA5 dương tính là tiên lượng sống là thấp nhất. Đây là một cái vẫn là cái nghiên cứu của tác giả đó, thì họ so sánh các nhóm anti-ARS, chính là nhóm mà hội chứng kháng xanh theta, nhóm MDA5 dương tính và nhóm không có kháng thể đặc hiệu của viêm da cơ. Thì cái nhóm MDA5 dương tính có cột ở giữa đấy ạ, thì các thầy cô anh chị thấy rằng là cái tỷ lệ mà có tổn thương viêm đa cơ là không có, mà cả tất cả các bệnh nhân đều là viêm da cơ hoặc là viêm da cơ không có biểu hiện cơ. Và cái cái kháng thể mà liên quan đến viêm cơ thì là cái nhóm MDA5 dương tính này thì hay là gặp thêm cùng với gần như là không gặp kèm thêm các kháng thể khác. Và cái bệnh mà tiến triển thì nó đều tới gần 90% là tiến triển cấp hoặc bán cấp. Thì đây là cái nhóm bệnh nhân mà biểu hiện kể cả lâm sàng cũng như tiên lượng xấu nhất trong ba nhóm. Một nghiên cứu khác cũng đưa ra cái kết quả gần tương tự như vậy, đó là họ so sánh một nhóm bệnh nhân có MDA5 dương tính và nhóm bệnh nhân có kháng xanh theta, thì cái tiên lượng tử vong của MDA5 là xấu hơn rất là nhiều so với cái nhóm xanh theta có ý nghĩa thống kê. Và họ đánh giá cái vai trò của ferritin thì họ cũng thấy rằng là với những cái trường hợp mà ferritin tăng cao hơn, người ta so sánh ferritin dưới 500 và ferritin trên 500, thì cái nhóm mà trên 500 cũng có tiên lượng xấu hơn so với cái nhóm ferritin thấp.
Những cái kết quả ở đây cũng tương tự như vậy, và nó đều chứng minh được rằng là những trường hợp bệnh nhân mà có mRNA-5 dương tính, ferritin cao thì cái tỷ lệ tử vong rất là cao. Ở đây thì các anh chị nhìn thấy cái biểu đồ ở bên tay phải đấy ạ. Tức là khi mà họ so sánh ferritin dưới 1.600 và ferritin trên 1.600 thì cái đường biểu diễn khả năng sống còn của ferritin trên 1.600 nó xuống dốc không phanh, tức là một cái tỷ lệ tử vong rất là cao và rất là nhanh. Xét về hình thái tổn thương ở trên phim HRCT thì các cái bệnh lý tự miễn khác nhau thì có ưu thế các cái dạng tổn thương trên HRCT khác nhau, nhưng trong đó thì cái tổn thương DAD, tức là tổn thương phế nang lan tỏa, thì hay gặp ở trong nhóm bệnh nhân viêm da cơ, và đó chính là cái nhóm mà bệnh nhân viêm phổi kẽ tiến triển nhanh đấy ạ. Đây là một cái hình ảnh minh họa cho cái hình ảnh AIP hay là DAD trên HRCT, thì nó sẽ là cái phân bố của tổn thương dạng kính mờ ở ngoại vi, và nó có thể kèm thêm với cả tổn thương đông đặc nữa. Và khi mà chúng em nhìn thấy những cái phim HRCT và có hình ảnh như này thì tất cả các bác sĩ đều cảm giác là mình sẽ phải đối mặt với một cái tình huống cực kỳ khó khăn. Đây là cái hình ảnh về giải phẫu bệnh của hình tổn thương phổi kẽ phế nang lan tỏa. Thì trong đó các cái vách phế nang bị phá vỡ và nó thâm nhiễm các cái tế bào viêm vào trong khoảng kẽ và trong phế nang. Về mặt điều trị thì khi mà người ta đã chẩn đoán bệnh nhân có viêm phổi kẽ viêm da cơ thì nó sẽ phân theo cái thể bệnh cấp, bán cấp hay mạn tính để có sự lựa chọn. Trong đó thì cái corticoid liều bolus sẽ được ưu tiên lựa chọn trong trường hợp mà bệnh nhân có chẩn đoán là viêm phổi kẽ tiến triển nhanh. Bolus thì ở đây chúng em thường dùng là 500mg mỗi 12 giờ, tức là trong vòng 3 ngày ta tổng cộng là 3g, sau đó thì sẽ chuyển về cái liều 1-2mg một cân và sẽ giảm liều dần. Cái liệu pháp corticoid thì nó thường sẽ có hiệu quả tốt với những cái trường hợp hình ảnh tổn thương là AIPOP, NSIP, thì đấy, bởi vì đấy là những cái tổn thương mà viêm. Thế nhưng mà corticoid thì chúng em sẽ phải phối hợp cùng với ức chế miễn dịch khác, nhất là trong trường hợp mà bệnh tiến triển nhanh thì cyclophosphamide đường truyền tĩnh mạch sẽ là lựa chọn phối hợp cùng. Trong những trường hợp mà nặng thì sẽ phải phối hợp hai ức chế miễn dịch, thì thường sẽ sử dụng pancorticoid cộng với endosan truyền và cộng với ức chế cancineurin, trong đó có gồm hai loại là tacrolimus và cyclosporin A. Thì người ta thấy rằng là tacrolimus là thế hệ 2 thì nó có thể hiệu quả tốt hơn là cyclosporin A. Tuy nhiên thì cái thuốc này nó cũng độc với thận và cái hiệu quả của nó không phải là ngay lập tức được. Một số các cái loại ức chế miễn dịch khác như là Celcept, như là azathioprine, thì những cái thuốc này cái điều trị nó sẽ được ứng dụng trong giai đoạn duy trì sau này, chứ còn ở cái giai đoạn cấp và đang tiến triển nhanh thì cái tác dụng nó sẽ không có ngay lập tức được. Rituximab là một cái kháng thể đơn dòng kháng CD20, vì vậy nó ức chế được lympho B và giảm phản ứng viêm, và nó sẽ được ứng dụng trong các trường hợp mà bệnh nặng kháng trị. Thì những trường hợp này chúng em cũng chưa sử dụng trên lâm sàng lần nào cả, vì cái chi phí của nó đắt và bảo hiểm thì chưa chi trả. IVIG cũng như PEX thì là những cái biện pháp mà có thể được sử dụng mà nó chưa được chứng minh bằng những cái nghiên cứu lớn. Vì vậy thì ở đây cũng có thể là một lựa chọn trong những cái trường hợp mà bệnh nhân quá nặng. Như vậy thì em cũng muốn đưa ra một vài cái kết luận ngắn ở đây, đó là bệnh viêm cơ tự miễn thì gồm nhiều thể bệnh khác nhau, nhưng trong đó là cái bệnh viêm da cơ mà không có biểu hiện cơ trên lâm sàng là một trong các nhóm bệnh có tổn thương phổi kẽ nhiều, nặng, và cái thể mà có mRNA-5 dương tính thì tiến triển nhanh, nguy cơ tử vong cao. Và cái hình ảnh tổn thương sẽ là AIP trên HRCT. Việc điều trị tích cực với phối hợp pancorticoid với các thuốc ức chế miễn dịch, một hoặc hai thuốc là được chỉ định trong những trường hợp này, nhưng mà cái nguy cơ tử vong vẫn rất là cao, và các cái thuốc khác như là PEX hoặc là IVIG cũng sẽ có thể được sử dụng. Tuy nhiên thì cái hiệu quả nó chưa được chứng minh một cách thuyết phục. Sau đây là em xin kết thúc bài trình bày, và em xin trân trọng cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các thầy cô và quý anh chị ạ.